Chị đã sử dụng cái sản phẩm của bên em rồi, bởi vì là khi mà tư vấn cho khách hàng đây là sản phẩm số 1 thế giới thì chị cũng muốn là dùng nó xem có thực sự nó là số 1 thế giới hay không. Và chị đã có cái trải nghiệm rất là tốt về hai cái sản phẩm này của bên em. Cái sản phẩm đầu tiên mà chị thích ý, đấy là cái sản phẩm dầu gội khô Batit của bên em. Thì thật ra là như chị hay tư vấn với khách hàng rằng là cái sản phẩm đấy nó rất là cơ động. Nó có thể ví dụ như trong một cái thời gian mà cấp thiết nào đấy thì chúng ta có thể sử dụng ngay nó và mang đi lại nó cũng rất là tiện. Nó sẽ rất là phù hợp dành cho những cái người mà kiểu bận rộn hay đi lại, hoặc là đặc biệt những người mà hay để máy bằng đó, thì chị thấy là nó rất là ok. Và ngày xưa thì chị cũng để máy bằng nên chị đã dùng nó rất là nhiều. Sản phẩm Batit của bên em thì một tháng chị bán ở trên sàn là trên dưới 200-300 sản phẩm. Và tất cả các sản phẩm của bên em thì chị chưa bị nhận một cái đánh giá 4 sao nào. Nên là nếu như nói về cái nhận xét của khách hàng về sản phẩm thì thông qua các cái đánh giá sao của khách hàng thì chị thấy là khách hàng đang ok ở mức tuyệt đối. Thật ra như các bạn nhìn thấy thì trên cái sản phẩm của bên mình ấy, bao giờ nó cũng sẽ có đầy đủ những cái tem phụ và tem QR code để trích xuất những cái nguồn gốc xuất xứ này. Nên và mình cũng đã được bên công ty Trần Gia cấp bằng đại lý chính hãng, nên là mình cũng dám khẳng định rằng tất cả các cái sản phẩm Fairfax và Batit ở cửa hàng của mình cũng như là các cái gian hàng trên các sàn thương mại điện tử của mình 100% là hàng chính hãng. Thì như cái sản phẩm này mọi người nhìn thấy thì đầu tiên là có cái tem QR code của Trần Gia này, tem này thì chắc chắn là không thể làm giả được ạ. Tiếp đấy là cái tem niêm phong này để cam kết rằng là sản phẩm chưa được mở nắp. Ngoài ra có thêm một cái tem phụ tiếng Việt để là người mua hàng thì có thể đọc vào đây để thấy được toàn bộ những cái thông tin xuất xứ, nguồn gốc cũng như là công ty sản xuất cũng như là công ty nhập khẩu. Đấy, thì mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Cả các sản phẩm dung dịch vệ sinh Fairfax và dầu gội khô Batit thì hiện tại bên mình đang bán các sản phẩm chính hãng và được phân phối ở trên kênh Nam Đăng Official Store, là một cái gian hàng Shopee Mall. Ngoài ra thì bên mình cũng có bán lẻ các cái sản phẩm này ở cửa hàng bán lẻ là 99 Đích Công Hạ. Nếu mà mọi người quan tâm đến sản phẩm thì qua mua ủng hộ shop nhé.